Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi bẫy cuốc, bẫy bìm bịp. Thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác những hai cái sản phẩm. Đây là những con cuốc giả, con bìm bịp giả. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán vui vẻ thành công thì các bác đi điện trực tiếp theo hai số điện thoại này của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Tân Yên, Bắc Giang, đúng không nhé? Ship hàng là COD toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện, nên là rất mong bác xem kỹ cái sản phẩm để đặt hàng. Đấy là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên bán rất nhiều sản phẩm khác như là giò đa năng, thòng đa năng, hay là các bác có thể là mẹt bẫy bìm bịp trên cây, hay là mẹt bẫy bìm bịp dưới đất, thòng bẫy cuốc, thòng lụp bẫy cuốc nhé. Thì đây là hôm nay số lượng về rất là nhiều để phục vụ cho anh em những con bìm bịp giả nhé. Đấy, bìm bìm giả rất là đẹp luôn. Đấy, bìm bìm giả này chất liệu là 100% là bìm thật các bác nhá. Đấy, và em đã sấy khô, nhồi keo vào trong, keo là keo silicon các bác nhá. Đấy, nhồi vào trong rồi để đánh rất là hiệu quả nhá. Đấy, khung là khung của nó là bằng xương của nó là xương bằng sắt các bác nhá. Đấy, để nó bền lâu. Đấy, các bác thì cũng tư vấn các bác là như này, thì cái này các bác tùy theo bên em đã uốn sẵn như này rồi. Đấy, mắt là mắt hạt màu đỏ luôn. Đấy, mồm chân tay thật luôn đúng không nhá. Đấy, đánh rất là hiệu quả, rất là đẹp luôn. Đấy, nên đảm bảo hàng là sấy khô đẹp luôn để gửi cho các bác tận nhà. Đấy, các bác nào mà đang có khu có nhu cầu tham khảo sản phẩm thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Đấy, con cuốc giả không nhá. Đây, cuốc rất là đẹp luôn. Đấy, nên là cuốc thật luôn đấy. Đấy, như em đã nhồi keo silicon vào trong rồi và sấy khô, xương của nó là xương bằng thép luôn, bằng đảm bảo đánh rất là giống luôn, các bác giống y hình luôn. Đấy, nên là giá của sản phẩm nếu các bác mua theo thòng thì giá rất hợp lý. Đấy, thế còn các bác mà mua rời thì sẽ cao hơn một chút vì cái giá tiền ship nó hơi cao thôi nhá. Đấy, thì các bác mua thì cứ alo trực tiếp để đặt hàng. Đấy, bịp giả, cuốc giả, hôm nay hàng số lượng về rất là nhiều. Đây, những cái con này túi bóng em không dở ra nhá. Đấy, ở trong một cái thùng như này rất là nhiều luôn. Đây, đây là em chỉ dở hai mấy con này ra thôi để giới thiệu cho các bác. Đấy, nên anh em nào mà đang có nhu cầu tham khảo về sản phẩm thì cứ liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, là một đơn vị bán hàng bán rất nhiều mẫu sản phẩm khác như âm thanh, loa đài, điều khiển từ xa, hàng đảm bảo chất lượng các bác nhé. Đấy, số điện thoại thì có em để bên trên. Đấy, rất là đẹp luôn, đảm bảo hàng rất là đẹp để gửi đi cho các bác. Đấy, thì nên là bán hàng thì cũng rất nhiều sản phẩm khác, nên là các bác nào mà đang có nhu cầu thì liên hệ bên em để đặt hàng. Đấy, rất là giống luôn, như hình luôn. Đấy, nên là các bác mà xem được video này thì đừng quên chia sẻ, ủng hộ shop, đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video kế tiếp của shop.